Today, I'm going to help Daddy wash the car. Đang rửa xe. Sunday is a car wash day. Cuối tuần rửa xe. Cleaning the wheel, right? Okay. All around, yeah. Okay. Is it clean? Okay. All right, harder, Tyler. Yeah. In there, okay? Get more soap. Okay, that's good enough. Bao lâu rồi mới rửa xe lại? Như cũng tháng rồi.
Bây giờ con vào xe của má. What did he do in town? Sư phụ đang chà xà bông hả? Dạ, đang chà xà bông. Tại sao 5 năm rồi mà cái xe còn mới tanh? Bởi vì mình phải rửa xe ít nhất 1-2 lần một tháng. Làm gì đó? Bà đang rửa xe. Tyler, do take the seat there. Put the napkin here. Bóng lưỡng luôn. Wow. Ok, bây giờ chưa mấy cái bánh xe.
con đấm lưng cho ba. Đấy, vô đây. Rớp, rớp đây. Nghe rớp đấy đi bác thôi. Con đấm lưng cho ba. Rồi ba có mệt không? Dạ ba mệt lắm. Hả? Ba có mệt không? Ba mệt lắm. Next week. Chụp sơ sơ thôi chứ nó dễ gì mà ba. Đấm lưng ba đi. Hết rồi. Ngồi xuống. Good, good job. See how Dad show you how to do that? Okay, good enough for Daddy. Yeah. Help me. Cái gì mình muốn bền lâu cũng phải là săn sóc cho nó, đúng không? Nếu không săn sóc, không săn sóc cho nó thì mai mốt nó cũng rượu rồi không còn gì đi hết. Hôm ba đi. Hôm ba đi. Ok. One more. Yeah. Thank you. Ok, xong hết. Múa. Ok, thank you. Trời ơi, có người thương yêu quá đi. Chú. Chú, ok, được rồi. Vậy mới hết mệt đúng không? Đúng rồi, hết mệt rồi. Bây giờ cái gì cũng mệt á. Mà không là hết mệt, đúng không? Ok.
Ella, can you ride a car yet? No. When can you ride a car? 16 years old. Which car you like to ride? Mommy's car. You want to drive mom's car? Okay, you can let it out. I have a great time today. Wash the car. Thank you for watching. Có mệt không? Quá mệt đi. Mà cũng như tập thể thao vậy. Okay.